sự trao đổi chất bắt đầu chậm lại theo tuổi tác, một chế độ ăn uống lành mạnh và một chút tập thể dục không phải lúc nào cũng đủ để duy trì thể lực và vóc dáng. Bạn có cảm thấy bị thách thức để giữ dáng khi già đi không? Và tăng cân là mọi cách để giảm cân, vất vả duy trì cân nặng, nhưng rồi lại tăng cân, vòng xoay bất tận đó có làm bạn mệt mỏi lắm không? Shop giúp bạn trẻ đẹp sẽ gợi ý cho bạn bí quyết cơ bản để có được thân hình đẹp dài lâu nhé. Sức khỏe và thể chất luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng ta nhưng nó luôn bị bỏ quên do lịch trình công việc bận rộn của bạn. Căn nguyên của bệnh tật là do hệ miễn dịch và tình trạng sức khỏe của chúng ta kém đi. Tuổi tác càng ngày càng nhiều hơn, sức khỏe tim mạch và sức khỏe tổng thể trở thành yếu tố quan trọng nhất. Khi bạn già đi, cơ thể bạn bắt đầu hoạt động chậm lại và những công việc trước đây, thường dễ dàng thì nay đòi hỏi bạn phải nỗ lực hơn một chút để hoàn thành. Hơn nữa, quá trình trao đổi chất của bạn bị chậm lại, khiến bạn tăng cân, bạn bị mất khối lượng cơ, sức khỏe tim mạch giảm và phản xạ của bạn không còn nhạy bén như trước. Thông tin này khiến bạn cảm thấy thật tồi tệ nhưng có một số tin tốt đó là có thể làm chậm quá trình lão hóa thông qua tập thể dục thường xuyên và xây dựng chế độ ăn uống điều độ. Điều này sẽ giúp bạn có được vóc dáng thanh mảnh và săn chắc hơn. Phụ nữ Pháp luôn là hình mẫu cho các cô gái, từ khắp nơi trên thế giới về một sắc vóc khỏe khoắn, thon gọn và một làn da rực rỡ, tràn đầy sức sống. Làm sao để có được vóc dáng săn chắc và khỏe mạnh? Hãy cùng shop giúp bạn trẻ đẹp theo dõi bí quyết giữ dáng đẹp da, như những cô gái Pháp ở các bước bên dưới nhé. Trong mỗi bữa ăn, các quý cô pháp luôn cố gắng cân bằng giữa lượng đường và lượng chất xơ được nạp vào cơ thể và xây dựng cho mình một chế độ ăn uống dinh dưỡng. Nhưng cũng rất ít chị em tìm hiểu kỹ chế độ ăn uống hợp lý là như thế nào. Thật ra thì xây dựng chế độ ăn rất đơn giản, bạn có thể thực hiện bằng việc ăn nhiều bữa nhỏ trong ngày, mỗi bữa cách nhau 3 đến 4 tiếng. Hơn nữa, trong khẩu phần ăn hàng ngày, bạn cũng nên ăn thịt nạc, gà hoặc cá, rau và đặc biệt lưu ý là giảm thiểu đường, tinh bột và không uống thức uống có ga. Đồng thời, bạn nên ăn nhiều rau củ quả tươi, khoảng 75% khẩu phần ăn của bạn Sở dĩ bạn nên ăn nhiều rau củ quả so với thịt, cá, trứng, sữa là vì rau củ quả chứa nhiều chất xơ. Chất này giúp giảm nguy cơ béo phì, tim mạch, máu nhiễm mỡ và tiểu đường. Ngoài ra, rau củ quả còn chứa nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết cho da, giúp cho bạn tươi tắn và có làn da sáng mịn màng hơn hẳn. Điều quan trọng hơn là bạn không được bỏ bữa. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng muốn giảm cân thì nên bỏ ăn, nhưng điều này không đúng. Nếu không ăn uống hợp lý, mức năng lượng của bạn sẽ giảm xuống đấy nhé. Bên dưới là một khẩu phần ăn hợp lý mà shop giúp bạn trẻ đẹp muốn chia sẻ cho các chị em để tham khảo và cùng nhau xây dựng chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng nhưng vẫn giữ được dáng vẻ đẹp đẽ như những cô gái Pháp nhé. Bữa sáng nhẹ, với bữa sáng này thì bạn có thể dùng trứng, hoặc bạn có thể trộn trứng với một số loại rau như atiso, ớt hoặc nấm, vân vân, hoặc kèm thêm một miếng bánh mì nướng. Tiếp theo là bữa ăn nhẹ giữa buổi sáng, bạn có thể dùng sữa chua không đường với quả mọng nhé. Ở bữa trưa thì các nàng có thể lựa chọn ăn salad trộn, nhưng lưu ý cẩn thận với nước sốt để tránh tình trạng tăng cân kèm theo đó thì cần bổ sung thêm protein cho bữa trưa với một miếng gà nướng hoặc gà tây nhé. Bữa phụ của buổi chiều, táo, cam hoặc chuối với hạnh nhân và một thìa bơ đậu phộng là lựa chọn tốt nhất cho một buổi chiều đầy năng lượng nhưng vẫn đầy đủ dinh dưỡng và đẹp da nhé. Cuối cùng là bữa tối, bạn có thể dùng cá hồi nướng chanh với gạo lứt, cà rốt và măng tây. Đặc biệt là hạn chế tinh bột cho buổi tối này nhé. Chế độ ăn uống bên trên chỉ là một bí quyết mà shop giúp bạn trẻ đẹp đã và đang xây dựng và giữ dáng thành công. Bạn có thể tham khảo thêm nhiều chế độ ăn uống sao cho hợp lý nhé. Luyện tập thể dục thể thao thường xuyên. Ngoài việc xây dựng chế độ ăn uống hợp lý thì bạn cũng phải xây dựng cho mình một thói quen luyện tập thể dục thể thao thường xuyên để có được vóc dáng thanh mảnh. Bạn hãy tập luyện thể dục thể thao ít nhất 3 lần trên tuần, hoặc dành 15 đến 20 phút mỗi ngày để tập những động tác đơn giản như gập bụng, nhảy dây, leo cầu thang, không có cách nào giảm cân mà không phải tập thể dục. Nếu bạn không tập mà vẫn gầy đi thì có nghĩa là bạn đang mất nước và mất cơ bắp chứ không phải mất mỡ thừa. Hơn nữa, khi luyện tập thể dục sẽ giúp ích rất nhiều trong việc cải thiện tâm trạng và nâng cao sức khỏe hơn nữa khi luyện tập thể dục thường xuyên và hợp lý hàng ngày hàng tuần sẽ giúp bạn cảm thấy mỗi ngày đều tràn đầy sinh lực và có đủ khả năng kiểm soát cuộc sống của chính mình đồng thời các môn thể thao cũng giúp chúng ta cải thiện trí nhớ nâng cao sức khỏe và tuổi thọ và chắc chắn là khi bạn xây dựng chế độ tập thường xuyên không chỉ giúp bạn có nhiều sức khỏe dáng đẹp săn chắc mà còn giúp bạn trẻ trung và năng động hơn nữa nhé trong và sau khi giảm cân bạn nên thoa kem dưỡng da đều đặn, cung cấp đủ độ ẩm để da không bị dạn sau khi cơ thể thon gọn lại. Việc thoa kem dưỡng ẩm toàn thân phối hợp với các động tác massage nhẹ nhàng còn giúp tan mỡ dưới da, cho làn da thêm săn chắc, tăng tính đàn hồi và chống lại nguy cơ viêm mô tế bào. Nhưng thật ra ít ai để ý đến việc chăm sóc da body và biết cách lựa chọn kem dưỡng ẩm sao cho phù hợp với da của mình. Và có thể nói trong tất cả thì da thường là loại da khá dễ dãi trước các loại mỹ phẩm. Vì vậy bạn có thể lựa chọn các sản phẩm kem dưỡng trắng da có chứa chú thích như All for Skin, Normal Skin dùng cho da thường. Các sản phẩm này thường được chiết xuất từ nguồn nguyên liệu xanh, thiên nhiên hoặc có chữ SPF để chống nắng và bảo vệ da khi dùng ngày nhé. Sau đây shop giúp bạn trẻ đẹp sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng kem dưỡng da sau, cho phát huy hết công dụng tuyệt vời của kem dưỡng body này nhé. Đầu tiên bạn cần phải làm sạch da trước khi thoa kem dưỡng trắng da body, bằng cách sử dụng tẩy tế bào chết da body đều đặn 1 đến 2 lần hàng tuần để làm thông thoáng da hãy tẩy tế bào chết nhẹ nhàng với các sản phẩm dạng hạt hoặc gel. Lỗ chân lông sạch sẽ dễ dàng tiếp nhận kem dưỡng và làn da cũng trông mịn màng hơn. Sau khi tắm khoảng 30 phút, bạn hãy lấy một lượng kem dưỡng body vừa phải thoa lên da để tận dụng độ ẩm tự nhiên của da, giúp da dễ hấp thụ kem. Lưu ý là nên thoa kem body vào buổi tối sau khi tắm vì thời điểm này da ít gặp căng thẳng và không phải tiếp xúc với môi trường nắng bóng, khói bụi như ban ngày nhé. Lưu ý, trong quá trình thoa kem dưỡng trắng da toàn thân lên cơ thể, những động tác kết hợp sẽ giúp cho kem dưỡng thẩm thấu sâu vào trong làn da hiệu quả hơn sau khi thoa kem, bạn vỗ nhẹ trên bề mặt da và di chuyển đến các vùng da còn lại để kem không bị bết dính. Vuốt theo chiều hướng vào tâm để kích thích lưu thông máu huyết. Kết hợp massage nhẹ nhàng vùng bụng, vùng vai gáy để giảm lượng mỡ thừa cũng như giảm đau nhức nhé. Đồng thời, shop giúp bạn trẻ đẹp cũng muốn giới thiệu cho chị em một số kem dưỡng body đang làm mưa làm gió trên thị trường, được nhiều tính đồ làm đẹp săn đón, tuy có giá thành rẻ nhưng vô cùng chất lượng mà shop được nhận nhiều đánh giá tốt như là dưỡng thể ca thiên, kem body chữ A, kem body đông anh collagen X3 Luxury 250g dưỡng body quixic premium và một số kem dưỡng body khác mà shop giúp bạn trẻ đẹp cũng có bán. Bạn có thể vào trang của shop tham khảo thêm nhiều dòng sản phẩm khác nhé. Để có một vóc dáng thon gọn săn chắc, thì bạn nên chú ý chăm sóc bản thân và kết hợp ăn uống phù hợp và đảm bảo dinh dưỡng nhé. Những chia sẻ bên trên, shop giúp bạn trẻ đẹp hy vọng sẽ giúp các chị em tự tin về vóc dáng của mình và không phải lo lắng vì cơ thể quá cân nữa. Hãy cùng theo dõi shop giúp bạn trẻ đẹp để biết thêm nhiều mẹo giúp bạn trở nên tươi trẻ và dạng người hơn. Bên shop giúp bạn trẻ đẹp mình cũng có bán những sản phẩm làm đẹp, dưỡng da chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo số 0376102822 bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.